Xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui gặp lại mọi người trong kênh YouTube của mình. Thì các bạn xem, đây trời vừa hết, bây giờ mưa tạnh mưa xong đó mọi người. Đó, ghe tàu đang đậu ở đây rất là nhiều luôn. Cái máy này mình có thể ra đây có rất là nhiều máy đẹp luôn. Cái máy này là cái máy gì đó nhìn không rõ, nhưng mà mình nhìn cái tướng nó giống máy Isuzu ha. Đó, ghe tàu ở đây rất là nhiều luôn. Các bạn xem. Đó. Đây cái dàn máy Isuzu. Đây. Ở trên ghe Ocean nè. Rất là nhiều luôn ha. Toàn máy ngon không à. Cống thì mấy anh sẽ xuất phát vị trí tốt nhất ha. Đâu rồi xem anh, đã trời nắng là đã cực khổ rồi, mưa mưu sinh nó càng mệt mỏi hơn mọi người, rất là cực luôn á. Xem xa xa trời đang chuẩn bị mưa nữa nè, mây đen ngoài là chấp nhận mưa rồi, quá mưa. Mọi người xem ạ, này gió rất nhiều luôn. Ghe tàu đang chuẩn bị ra nè, đề máy ha, để đi ra nè, nước là ngày hôm nay nè. Nhìn xem quá gió chị bán dây chai nè mọi người. Lần nào mở cống chị cũng nên đầu tiên hết nè. Đây rất là nhiều ghe tàu luôn, nhưng mà thật sự thì bây giờ thì chỉ có những ghe lớn ha, do lãi bây giờ không dám đi đường này đâu mọi người. Mọi người xem nè. Đó, sự nhộn nhịp của bắt đầu mở cửa cống nha mọi người. Mọi người xem. Đây chị bán thu mua dây chai nè, rất là quen mặt ở đây luôn. Đó, xà lan ngoài kia các mọi người nhìn thêm nè, mấy đang quay đầu lại hết nè. Đó, chuẩn bị đi vô nè. Ghe khẩm nhiều lắm mọi người, đây chiếc ghe khẩm đó nè. Xà lan ngoài kia cũng đang lấy lầu rồi kìa, nó lấy cái mũi lại để đi vô rồi, lên xuất phát rồi.
hồn của tao không? Sao mọi người ơi, trôi hết luôn rồi, mấy cái thùng dầu trôi hết rồi. Thank you.
đầu ngang đó nè, mấy chiếc tàu ngang ở đây cực kỳ nguy hiểm á. Wow, hôm nãy diễn ra quá bất ngờ mọi người, quá trời bất ngờ luôn. Rồi thành ra mình cũng không kịp lia máy tới luôn. Đây, mình đang kéo những cái vỏ lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.